Cái tầm giá chính loanh quanh nợ tầm một một tỏi, anh em có lựa chọn chiếc xe nào không? Land Rover cũng sử dụng khoảng độ tầm 14-15 năm tuổi rồi. Bản Sport Supercharged đấy, loanh quanh tầm tỏi thì anh em có lựa chọn chiếc xe nào không? Nếu thực sự là một người mà có nhiều tiền thì như bản thân em vẫn lựa chọn chiếc xe này. Đấy, đấy là ví dụ là nhiều tiền thôi. Còn ít tiền thì không bàn tới. Đó, một chiếc xe hơn 10 năm tuổi mà vừa spa làm đẹp lại, phủ ceramic lại, anh em nhìn thấy không? Một vòng tổng thể này, như mới đúng không ạ? Đấy, nội thất này. Nói chung là nội thất thì cái da này thì nó cũng đã bị bạc đi một chút rồi. Nhưng mà về tổng thể thì vẫn rất là đẹp. Đây, chi tiết nhựa nội thất này, anh em nhìn này. Đó, rất là đẹp nhá. Đấy, một chiếc xe hơn 10 năm tuổi và với tầm tài chính loanh quanh được tầm một tỏi thôi. Anh em có lựa chọn chiếc xe nào không?